Shop MD Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Nhà nay em test một cái đầu JB920 cho bác khách ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình ha. Con JB920 này là con JB con cuối cùng của em ha. Hiện nay dòng trung em đang còn 940 ha, 22 30 263 363 ha. Còn thấp hơn thì còn có JE700 và 770 780 640 đó. Còn JB920 em tạm thời hết hàng nha các bác. Còn JB920 thì em cũng đã nói nhiều lần rồi ha, con này giải mã nhạc số không cần mồi, hai đường quang một đường đồng trục ha. Rồi bây giờ em sẽ bấm để giải mã ha. Hiện giờ nó không có đĩa ha, nó báo là no disc nè. Bấm nút red ha thì nó sẽ ở chế độ giải mã ha. Em phát trên Smart TV. Trời đã con này khi DA thì mình chỉnh được volume lớn nhỏ ha, ha. Chỉnh bằng cách tăng ha, tăng như thế này đó. Nó hiện trên màn hình đó ha, thì mình tăng hoặc giảm ở trên volume được ha. Rồi đó là chế độ DA ha. Bây giờ em sẽ bỏ đĩa vào và em test ghi luôn nha. Rồi mình sẽ bấm nút rec ha, chắn chế độ sẵn sàng ghi nè, nhả nút dừng một cái nè, đó đồng hồ nó nhảy là nó đang ghi nha các bác, bài số 12 ha. Rồi bây giờ em sẽ quay ra phía sau để xem các cổng kết nối của nó ha, và cũng như là số series của con này. Đây là các cổng kết nối của con JB920 ha, chỗ của bác khách ở Tam Điệp Ninh Bình nha. Cổng quang này là cổng analog, ở ngoài là analog in ha, analog ở trong là analog out, out xuống âm ly, xuống lọc, xuống vang số ha. Rồi tiếp đến là cổng đồng trục và hai cổng quang vào ha. Ở bên này là đồng trục và hai cổng quang ra nha. Cổng đồng trục và quang ra. Bên này là đồng trục và quang vào ha, có số 12 ha. Đó, số 12. Số 2 nằm ở phía bên ngoài và số 1 nằm ở phía bên trong. Số seri của cái con này là 2210497 nha các bác. 497 ha. Rồi con JB920 nó đã ghi được hơn 1 phút rồi ha. Mình sẽ ghi khoảng 2 phút thôi. Mắt của nó là mắt phổ thông ha, mắt 260 đời mới. Mắt này rất là phổ biến, dễ thay thế ha. Mình nếu mà mình chỉ giải mã hoặc đọc đĩa thì nó sẽ rất là khó mà hư. Còn nếu như mình ghi nhiều thì nó sẽ nó cũng không phải là nhanh hư. Nhưng mà nếu mà được các bác hạn chế ghi ha. Tại vì khi mà ghi nó dùng tia laser để đốt lên cái đĩa cho nên là nó rất nóng ngay chỗ mắt. Cho nên ghi nhiều tất nhiên là nhiều quá thôi, chứ còn mỗi ngày mình ghi một đĩa hai đĩa thì nó cũng không vấn đề gì đâu. Mắt đời mới phổ thông ha, dễ thay thế. Chi phí thay của con mắt của con này là tiền mắt là khoảng 400.000 ha. Tiền thay khoảng 400.000. Rồi nó đã ghi được hơn 2 phút rồi ha. Rồi hơn 2 phút rồi. Mình sẽ cho nó đợi nó ghi cho nó tới khoảng 3 phút mình sẽ dừng và mình phát lại. Rồi em sẽ ngưng nha. Phút thứ 2 giây ha. Rồi mình sẽ phát lại cái bài nữa ha. Phát lại đây. Đó có tín hiệu đúng không ha. Em
Test ghi và phát trên đường xa phố thì tôi... Em vừa test ghi và phát trên đầu JB920 cho bác khách ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình ha. Dạ. Em vẫn còn rất là nhiều đầu giải mã, đầu MD, đầu DAT, đầu DAC khác. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở bên dưới nha. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ tới kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.